giúp cho cộng đồng người Việt của mình trước. Không quen biết nhau ở bên nhà nhưng mà cũng là người Việt Nam. Ai mà ngất ngơ ước chân ráo vào Pháp mà không có đầm ăn chỗ ở thì chú cho về nhà chú ở hết. Năm nay chú Quyên 51 tuổi. Chú Quyên qua Pháp năm 2001. Tiếng không biết nè, đường đi nước bước cũng không biết, cái trạm metro cũng không biết đi đường nào cho trúng. Rồi đi lạc có, đi ngủ gục trên tàu có, rồi đủ thứ chuyện. Rồi hồi bé ở Việt Nam cơ, 13 tuổi là chú Quyên đi học cái nghề xây dựng rồi. Nhà mẹ không có tiền, mẹ chú Quyên không có nuôi nổi 7-8 đứa con. Thì có cái người bà con họ nói thôi thì về ở. Cái người bà con đó đi theo ông gì đó với thành chú có cái nghề. Em năm nay 23 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, Việt Nam. Từ cái lúc em qua đây là năm 2018. Mà em bắt đầu từ Việt Nam và em đi sang bên Romania. Đi một cái nước xuất khẩu lao động. Xong rồi qua đây. Qua bên đấy một thời gian làm ở bên đấy khoảng 6 tháng. Rồi một thời gian sau rồi em cũng có ý định rồi để vượt biên để sang bên nước Pháp. Từ Romania để đi qua Pháp thì tới cái ngày gần đi thì họ sẽ cho họ đón mình đi. Họ có xe đưa đón mình tới một cái kho ở Romania. Bắt đầu để tập trung ở đấy. Xong chờ trong vòng khoảng 2 tuần. Thì lúc đấy đủ người rồi thì chuyến xe bắt đầu sẽ chở mình đi. Đi xe từ buổi sáng cho tới chiều. Rồi nó sẽ đưa tới biên giới của Romania và Hungary. Thì bắt đầu nó sẽ dừng xe ở đấy và nó cho mình xuống đi bộ. Đi sẽ có một người nước khác dẫn mình đi. Nó dẫn mình băng qua rừng một ngày một đêm. Xong tới sáng hôm sau thì mình sẽ tới biên giới của Hungary rồi. Thì lúc đấy nó sẽ có xe của môi giới khác, nó sẽ chuyển mình. Nó chở mình đi từ Hungary vượt qua Séc, qua Tiệp và qua Đức. Thì lúc đấy sang đến đất Đức rồi thì em ở lại Đức một ngày. Xong rồi môi giới họ sẽ mua billet, mua billet qua Pháp. Thì trong lúc mà đi khoảng một ngày rồi thì lúc đấy ăn đồ ăn cũng ít rồi, hết dần rồi. Nước cũng không có, chỉ có nhiều lúc mà khát nước quá ấy. Kiếm những cái hố nước nào ấy, hoặc là cái sông suối gì đấy rồi xuống uống thôi. Còn lạnh thì cũng phải chịu đi trong rừng, trong tuyết, đi cả đêm. Có tổng cộng 10 người. Toàn là người Việt? Có, toàn là người Việt. Độ tuổi khoảng 18 cho tới 50 cũng có. Trở ngại lớn nhất là từ Romania để sang đây. Nói chung trong cái đoạn đường đi một ngày một đêm đấy thì nó cũng hơi vất vả mà mình cũng lo sợ. Mình lo là vì nếu có lỡ bị bắt thì nó sẽ trục xuất mình thẳng về Việt Nam. Cảm thấy ở bên Việt Nam mình làm cái đồng tiền nó không có đủ để mà trang trải cho cuộc sống. Vừa gia đình vừa tới mình á, nên mình phải đi ra một nước nào đấy để mình kiếm thêm, mình đi làm. Ở bên này thì đương nhiên rồi, nó đã quá tới bên đây rồi thì mình cũng giúp nữa thì giúp cho nó ở hai ba ngày gấp tùy giờ lại sức lại thôi, chứ tận khỏe người là sau đó thì nó cũng phải cần công ăn việc làm cho nó có cuộc sống, rồi nó có tiền nó gửi về cho gia đình để trả nợ. Chứ có nhiều người cũng phải mượn để đi cho bên Việt Nam, con tưởng đâu có giữ được chục hai chục ngàn ai có trong nhà. Người ta chưa qua Pháp á, người ta cứ tưởng nước Pháp là một cái thiên đường. Đi qua thì thực ra thì đó là một cái hình ảnh trên tele thôi. Nhưng mà khi mà đặt chân tới thì Paris sống thì mọi người cũng bắt buộc là ai cũng phải bươn chải tìm công ăn việc làm. Rồi nó gặp muôn vàn khó khăn từ bước đầu. Chú nghĩ trong đầu chú đơn giản lắm, mình qua bằng máy bay mà mình cảm thấy đã cực rồi, còn hơn mấy đứa này nó đi 1/7 của trái đất luôn. Còn thì nó cực hơn mình 100 lần. Đường đi nó đã cực rồi, tiếng nó không biết nó cũng đã cực này. Rồi công ăn việc làm, rồi nó đủ thứ. Thì thành là chú nghĩ mình cực rồi thì thôi, thì mình đã trải qua rồi, thì bây giờ mình có cơ hội hơn thì mình cứ giúp cho cộng đồng người Việt của mình trước. Không quen biết nhau ở bên nhà nhưng mà cũng là người Việt Nam. Ai mà ngất ngơ không bước chân ước chân ráo vào Pháp mà không có đầm ăn chỗ ở thì chú cho về nhà chú ở hết. Đứa nào muốn ở tạm thời để đi bên anh thì cứ việc đi. Đứa nào muốn ở lại Pháp thì cứ ở lại Pháp. Thì đứa nào mà trả được hết nợ đi rồi thì
u về chuyện là bọc cũng vu vu đề vu sọc chỉ con chưa được. Mình cũng như là một cái duyên thì mình gặp chú Quyên, thì chú Quyên cũng giúp đỡ cho mình ở đây, rồi dần dần một thời gian sau mình cũng đi làm, đi metro, đi các nơi thì mình cũng biết được. Cá thể chú Quyên nhận được bao nhiêu người? Chấm một cua cũng phải hơn 200 người ạ. Nhưng mà đi bên ăn cũng phải trăm. Thì mấy người mà họ đã chọn đi ăn thì chú Quyên thì chỉ cho họ ở trong nhà, họ ngủ mới thô lạnh, rồi ít nhất họ có cái chỗ tắm, rồi có mình ăn gì thì họ ăn nấy. Rồi ngủ trong nhà chú thì vẫn ấm hơn là ngủ cái kho của mấy cái người họ đưa đi á. Con đi đường nào không cần biết, mà con vô cái phong tre của anh rồi á, thì con được quyền ở trong nước anh cho họ không có trục xuất con về nước đồ gì hết. Cho nên mấy đứa nhỏ này nó cứ thế mà đi. Nghe mấy đứa nó nói là có cơ hội được có giấy tờ hơn cho nó cũng... Thực ra thì chú hiểu là mấy đứa này nó qua thì nó chắc là đứa nào cũng ao ước là có giấy có tờ để mà đi về thăm gia đình, hoặc là có giấy tờ đi du lịch, cho nó cứ không lý, nó không đi mua hết, nó cứ đi cày quanh năm suốt tháng mấy chục năm giống tao sao. Nhưng mà chú thấy Pháp khó cho giấy tờ quá. Nếu mà đi Anh thì em chưa có xác định trong đầu là đi Anh. Mình nghĩ ở đâu cũng thế thôi, mình chạy đi đâu cũng thế. Bản thân mình đã khó khăn để đi sang đây rồi, mà trong lúc mình không hề có một cái giấy tờ, không có gì hết. Nên mà bây giờ cũng mình nghĩ cái tốt hơn cho những anh em mình sau này. Ví dụ đi thì có thể chọn những con đường nào nó hợp pháp để nó qua đây, hoặc là chọn những đất nước nào mà nó gần ở quê hương mình hơn, có thể về được. Còn như mình đi kiểu này thì mình không biết ngày giờ nào mình mới về được Việt Nam.